Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà thuộc tổ 8, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì thông số nhà như sau: diện tích là 36,5m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế là 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 30m thôi mọi người nha. Với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Từ vị trí cái căn nhà này đi ra tới bến xe Nghĩa rất là gần nha mọi người, cách chỉ khoảng tầm 1,2km thôi, đi lại vô cùng thuận tiện, gần với lại trường đại học Fenica, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với trạm y tế phường mọi người ạ. Nói chung đầy đủ tiện ích, căn nhà này đã được hoàn thiện đầy đủ, sổ đỏ bàn giao ngay. Giá chào bán của căn nhà này 2 tỷ 380 triệu đồng, hướng nhà là hướng đông bắc. Với cái giá chào bán có thương lượng một chút, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Ví dụ như cái căn nhà này quý vị chỉ phải chi trả trước 1,2 tỷ đồng tiền mặt thôi, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay trong vòng tối đa là 20 năm, tối thiểu là 3 năm nha mọi người. Với cái căn nhà này ở đây có dự án 3 căn thì đã bán 2 căn rồi mọi người ạ, chỉ còn duy nhất một căn Ngọc Ánh quay thì nó là căn trong cùng mọi người nha. Thì cái căn trong cùng này sẽ được hưởng toàn bộ cái tiện ích cái phía ngõ ở trước nhà đây mọi người ạ, có thể để xe cộ các thứ thoải mái đó. Với cái căn nhà này mặt tiền khá là rộng, diện tích là 36,5m, có thể dọn đồ về ở ngay. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của cái căn nhà này. Với cái phần mặt tiền ở đây thì đã được xung quanh là ốp đá granite, và cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực nha quý vị. Mời mọi người theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà, toàn bộ cái hoàn thiện cơ bản về cái căn nhà này đều đã xong xuôi, phần gạch lát nền, phần sơn, phần trần thạch cao, hệ thống điện, hệ thống nước đều được lắp đầy đủ, hồ sơ riêng biệt của từng căn nha quý vị. Với những căn nhà này thì xây toàn bộ là tường riêng cũng như là cột riêng và móng riêng nha các bác. Với cái phần phòng khách của ngôi nhà rất là thoáng, mặt tiền ngoài cái phần thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì ở bên đây là còn có một cửa sổ nha các bác. Cửa sổ thì được thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là inox mọi người nha, cửa inox đảm bảo cái độ ở cái tính thẩm mỹ cũng như là cái độ an toàn cho ngôi nhà. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1 là phần phòng khách của ngôi nhà, thì như quý vị nhìn thực tế ở trên video Ngọc Ánh quay như thế nào thì đến quý vị đến thăm nhà xem nhà nó là như vậy. Với cái không gian phòng khách nó không quá rộng, tuy nhiên quý vị vẫn có thể để ở đây một bộ sofa hợp lý, bộ sofa nhỏ, bộ sofa góc rất là hợp lý. Gạch lát nền thì kích thước 60, trần thạch cao, hệ thống đèn led lắp đặt đầy đủ. Với cái tầng 1 này thì chủ đầu tư lắp cho mình một cái quạt trần thương hiệu Panasonic rồi nha mọi người. Đấy, đây là phần phòng khách của ngôi nhà đấy, trần phào cũng như là chỉ rất là thạch cao đều được lắp đặt đầy đủ. Ở những cái bức tranh nó là giấy dán tường Hàn Quốc nha mọi người. Tuy nhiên cái độ bền của cái giấy dán tường này nó cũng được 5 cho tới 7 năm mọi người ạ. Và ngoài tần ra thì ở phía tầng 1 còn có cái khu vực phòng bếp nha mọi người. Với cái không gian phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý với lại vợ chồng trẻ này. Đó, khá là hợp lý và cái màu sắc thì rất là tinh tế, nhã nhặn, trẻ trung mọi người ạ. Với cái phòng bếp này thì toàn bộ là chủ đầu tư thiết kế màu trắng và ở dưới là màu nâu, tủ gỗ an cường chống cong vênh mối mọt. Toàn bộ phụ kiện bếp đi kèm đều là chất liệu inox 304 mọi người nha. Đây, chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt đầy đủ. Xung quanh bếp thì được ốp kính, ốp bếp Hải Long và mặt bếp thì được ốp đá granite. Không gian phòng bếp rất là hợp lý. Ngoài ra phần tầng 1 còn có một nhà vệ sinh phụ. Với nhà vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị được bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Quan trọng nhất của cái bất động sản đó chính là vị trí quý vị ạ. Quý vị nào mà đang cân đối cái hướng nhà đông bắc, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với trường đại học Fenica, mọi người muốn đi làm về cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc từ cái đường Quang Trung mà đi lên Thanh Xuân thì căn nhà này rất đáng để mọi người có thể tham khảo nhá. Đó,
Mặt bậc của bậc cầu thang của ngôi nhà thì toàn bộ là ốp đá granite. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 cũng được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Vậy thì đây chính là tầng 1 của ngôi nhà Ngọc Ánh đã review rất là kỹ và chi tiết rồi. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này còn thiết kế như thế nào nhé. Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà này thì chủ đầu tư thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rất là rộng nha mọi người. Đây là phòng ngủ phía tầng 2. Đó, với phòng này thì chủ đầu tư thiết kế rất là rộng, có phòng ngủ vệ sinh master ở phía bên trong. Có hai cửa sổ hai bên mọi người nhá. Ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Đó, trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đó. Hệ thống trần thạch cao thì thiết kế kiểu giật cấp, rất là đẹp. Trên phía phòng ngủ này thì chủ nhà có thiết kế cho các bác đó là cái sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Đó. Mọi người có thể nhìn thực tế rất là chi tiết, rất là đầy đủ và cụ thể. Với cái phòng này thì cái ánh sáng cũng là cái không khí ngập tràn vào trong ngôi nhà, cũng như là cửa sổ thông thoáng hai bên mọi người nha. Đó, cửa sổ thông thoáng hai bên hướng nhà đông bắc cũng rất là mát. Ngoài ra thì là có một cái phòng vệ sinh ở phía bên trong. Thì đây là cái phòng vệ sinh của ngôi nhà quý vị ơi. Đầy đủ bồn cầu, lavabo bàn đá, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, hệ thống ống chờ nóng lạnh, đó. Quạt hút mùi này. Và trong cái phòng ngủ này thì chủ đầu tư ốp toàn bộ cho mình cái gạch lên trên tới tận trần nha mọi người. Đáp ứng cái tính thẩm mỹ cũng như là trong cái phòng này thì sau này cái về cái vệ sinh rất là sạch sẽ, rất là gọn. Cửa thông phòng cũng như là cửa vệ sinh, cửa phòng vệ sinh đều được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha các bác. Với cái cửa này thì nó không được đẹp bằng cửa gỗ, tuy nhiên về cái chất lượng cũng như là cái độ bền thì nó cũng ngang ngửa đấy các bác ạ. Cũng cách âm rồi các thứ rất là tốt nha. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà. Vậy thì tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình để theo dõi tầng 3 cùng với anh nhé. Các bác ơi, với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế, chủ đầu tư thiết kế khác biệt so với tầng 2. Đó là thiết kế hai phòng ngủ mọi người nha. Và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Thì đây là cái không gian căn phòng ngủ đầu tiên ở trên tầng 3 này đây mọi người ơi. Đây. Và trên tầng 3 này thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ nữa, thay vào đó là lát gạch kích thước 60-60 vân đá mọi người nha. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, đồng thời có đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Trong phòng ngủ thì cũng được trang trí một cái bộ đèn ngủ rồi nha mọi người. Đó, cửa thông phòng đây. Quan trọng nhất là cái vị trí đi lại, giá chào bán 2 tỷ 380 triệu đồng các bác nha. Chỉ còn duy nhất một căn thôi ạ. Phòng vệ sinh ở phía trên tầng 3 đây. Thiết kế tương tự như tầng 2. Đó, đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng nha. Quan trọng là đi lại rất là thuận tiện. Đi ra đường ô tô, đi ra chợ, đi bộ cũng được mọi người ạ. Nếu từ vị trí nhà này mà đi bộ ra chợ nó chỉ khoảng tầm 100m thôi, 100m đi bộ thôi. Đây là cái căn phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 3 như vậy. Với căn nhà này bước chân lên trên phía tầng 3 thì đã có 3 cái phòng ngủ riêng biệt rồi nha quý vị. 3 phòng ngủ riêng biệt rồi. Đó. Phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, đó là tầng 4. Mời mọi người theo em. Bước chân lên trên phía tầng 4 mọi người ơi, ở đây có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang này. Đồng thời với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Khu vực Ngọc Ánh đang đứng ở đây, chủ đầu tư có thể thiết kế ở đây là phòng thờ mọi người nha. Nhỏ nhắn nhưng mà cũng khá là hợp lý. Ngoài ra thì còn thiết kế thêm một cái phòng ở đây, phòng ngủ, phòng riêng. Nói chung cái căn phòng này thì chủ đầu tư cố tình thiết kế thêm cho mình để đáp ứng một có thể là phòng thờ, hai là có thể phòng ngủ, ba là quý vị có thể đáp ứng sử dụng công năng theo cái công năng sử dụng của mỗi người. Và tất cả các phòng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ đều có ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Riêng cái tầng 4 này thì chủ đầu tư lát gạch vân gỗ mọi người nha. Đó. Và phần còn lại là sân phơi. Với cái căn nhà này thì cái sân phơi ở đây như quý vị nhìn thực tế ở đây, trần ở đây là chủ đầu tư đổ 4 trần cho mình nha mọi người. Bình thường như một số căn mà Ngọc Ánh hay quay ấy, thì với cái phần sân phơi là thường thường là mái tôn và xung quanh là quây chuồng cọp. Thì cái căn này chủ đầu tư là đổ liền cho mình 4 trần nha mọi người.
Đó, với ngồi xin nhắc lại với cái vị trí của ngôi nhà là thuộc tổ 8, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, rất là gần với lại bến xe Yên Nghĩa. Từ vị trí của cái căn nhà này đi lại với lên trung tâm Hà Nội thì nó rất là thuận tiện nha mọi người. Gần với các bệnh viện lớn này, gần với trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông. Vậy thì quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.